Hello, chào các bạn. Chào Hoa. Chào bạn. Hoa đang làm gì thế? Đang đúc than vô lòi. Thấy không? Hello các bạn. Mình là Su Su. Đang lấy chén dọn nha nha. Bữa nay ăn gì ạ? Nay ăn chơi thôi, nay ăn bún với hải sản mà. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? Ôi, dịp gì mà ăn dữ vậy? Nào mẹ anh review đi. Đây nè các bạn ơi. Người lấy gì vậy? Chẳng dừng đúng không? Dừng heo nướng. Hay dừng heo. Dừng cá, có tôm nướng luôn. Có gà, có bún nữa à. Có đủ hư chưa? Hấp dẫn không? Đã biết chuyên nghiệp à. Đã biết năm sau nha, nhà hàng năm sau á. Nhìn mà chảy nước miếng luôn á. Nướng chuyên nghiệp luôn á. Nước chấm là có muối ớt, dao nè, coi dĩa gao nè. Đây là hai ly trà sữa tự nhà nấu nha các bạn. Review luôn. Review hết. Đây mình sẽ review trà sữa các bạn coi nha. Anh ơi. Nè, mình sẽ review trà sữa cho các bạn. Đầu tiên các bạn mở nắp ra. Nè, bút chân mở nắp gì? Bút chân trâu vô. Bút chân trâu vô. Đây chân trâu nha các bạn. Sau đó bạn múc trà sữa vô, quậy đều lên. Rồi bỏ gì nữa không? Rồi cái ly này có đá sẵn rồi, mình không bỏ đá nữa nha các bạn. Vô chân trâu nha các bạn. Trâu dây dây. Trà sữa à. Y chang trà sữa luôn. Không thấy thế nào. Này tự làm hay là mua vậy? Tự làm, nhà làm, nguyên liệu có sẵn. Này mua có 1k á bạn. Mua trên đâu? Mua trên TikTok á. Đã vậy. Đây mình sẽ review. Đen bào trái cây. Review. Cóc nè. Ổi nè. Món gì nhậu mới ngon. Ốc nữa nè. Món này cho mấy ông nhậu nè. Mình chuẩn bị làm ốc nướng tiêu nha. Giờ cắt ớt vô để ngâm cho nhả sình đồ nha các bạn. Rồi giờ đợi đây khoảng chừng 30 phút đến 1 tiếng là nó nhả hết rồi. Trước khi chế biến món ốc là các bạn cần phải ngâm trước nha. Rồi đây là nước chấm bỏ vô ốc nè. Nước chấm bỏ ốc là gì? 2 muỗng đường. Cái gì nữa? Với 1 chén. Một chén chanh đúng không? Chú ý. Nó ngọt. Chú ý sẽ ngon hơn nữa vậy. Đâu biết mà làm nước chấm mà. Quên công thức. Nghe hỏi phụ huynh không chắc rồi. Đầu tiên là. Rồi nặng vô. Các bạn thấy Su giỏi không? Su này chưa có ghệ vậy các bạn. Cười rồi đó. Rồi mình để đây tí cho nó tan hết rồi bỏ nước mắm vô là. Lẫm gì chưa luộc ốc mà. Nướng mà. Nướng luôn. Đó, dĩa trái cây nè. Khi nào dấp té không? Dấp té cái nào gọi luôn nha. Ủa được chấm với gì? Mua muối ớt nghe. Thế lấy thêm chén ớt khô. Đó, giờ đang quạt nướng nè. Rồi, tôm chín gấp cái dĩa. Nướng vừa chín nha, không có cháy vỏ. Nghe thử được không? Thử cái gì? Nè. Được, nè, thử đi. Em review thịt trước cho. Nè. Thịt là chấm gì vậy? Chấm cái này nè. Chấm cái này nè. Ông ngoài tình đó. Tình là gì? Tình à... Tình vợ chồng mình, bạn bè mình chắc có bệnh lâu nha. Em không đóng. Mấy kìa, bỏ đi cầu vô kìa, hỏi người ta chưa. Đó, kìa, nhìn. Vậy. Vậy vô. Làm gì vậy? Đi cầu. Coi phim trời. Tôi cảm nhận ai? Ngon. Một cái ngon thôi hả? Một kiểu là ngon. Mặn ngọt gì? Mặn ngọt gì? Ăn thử con tôm luôn.
ngon lắm á, tại vì tự mình ốp, tự mình nướng, tự mình ăn là sao không ngon được. Trong khi ăn trước người ta nữa. Đúng rồi. Tự nhiên còn ăn dụng quá không? Món này tôm nướng sa tế hay gì? Tôm ở nướng muối ớt, chấm với mớt luôn. Này nướng thịt chưa xong rồi, nướng ốc chưa xong luôn. Ngon. Làm bò nó ra chảy mà hôi lưỡi chứ. Bò nè. Tóc làm có ốc bu ra, ốc bu đen nè. Con cá chín nữa không? Chín, ốc bu vàng có luôn nè, ốc này ốc đực cho ốc quá. Con cá nãy giờ nướng lâu lắm mà. Cá có gì mà. Quá trời ốc luôn. Cái gì vậy? Con bự á. Bò chai nước mắm vô con ốc đi con. Cá đồng tông mà bự lớn vậy đó bò. Qua bên kia, qua bên kia lấy. Ờ đúng rồi cha, bà Giang được, bà Giang đi. Sơ sơ ra cái bỏ nướng. Mỗi con ốc chế có tiêu. Có tiêu gì? Cho nó sôi lên cái nó khô khô bỏ tiêu không? Dừng mà. Lắm. Lần đầu tiên bỏ được không? Lần đầu tiên thằng bỏ ăn chẳng dừng nướng nha mọi người. Này là cái gì? Bởi vì bỏ không biết. Nó đó nè, chẳng dừng nè. Có tiêu vô nè. Đây nhà báo. Nhà báo. Nó đi ra nó gỉnh đi vô. Đổ vô. Ê ê. Hơi nhiều quá đó. Hình này giật. Đúng rồi, ít nước rồi. Mà nước cái dĩa được rồi đó, còn có trong thao nước để dành cho chị hai. Không. Không có nổi gì. Chạy rồi. Chào ăn nha các bạn. Tiên nặng trăng vô nè. Nặng tắt vô. Con cá, cá sa ba, cá cam vậy nè. Đó. Ừ. Lên khói luôn. Chín không bò? Ừ. Ở trong video các bạn không mấy khói đâu chứ ngoài đây là khói bay luôn. Nghi nút. Su ăn tôm không nói gì cho anh trời. Mới mời rồi, nó mình ăn tôm nha các bạn. Ý là hỏi review kìa. Ngon bạn. Chị da mặn mặn ăn tôm hết là ngọt nha. Thôi bỏ ăn đi. Review này. Này là gì cố không biết luôn. Chán dừng. Chán dừng heo. Đây chấm với ớt. Ăn chuyện giường bò mày. Dạ. Ăn y chang heo, không khác gì. Ăn thêm keo vô. Keo vô. Làm lại miếng khác đi, làm lại miếng khác đi. Ngon lắm bạn. Coi món nó nhai kìa. Để ai muốn được thì dục. Vô đi. Làm tôm. Cảm ơn. Mặn vừa ăn không còn chấm nha các bạn. Cái dĩa là dĩa bắt luôn thật nha bạn, chứ không ngớt. Ý, hai thầy trò mày nướng ốc thì mày đi khô con ốc của người ta vô đi. Mặn lắm mẹ ơi. Cay cay, chua chua. Ủa bà ngoại ăn bún rồi bà ngoại. Ngọt thật bạn. Ngon à. Hả? Ở bên này có bún nè. Cho bún hơi mặn, chấm lại khó ăn chấm luôn. Dạ. Cái vỏ hay là cái vỏ đó. Dạ. Mày ăn vỏ không? Vỏ mà vỏ rồi. Đâu bạn ăn giống kiểu Hàn Quốc ơi, đầu tiên để miếng thịt lên miếng salad. Nè, miếng salad nè. Có vậy nè, đi ra nè, giọt mình để nó ngay miệng mình đây. Miệng mình đây, mở ra. Nhét vô nè. Chưa? Ê, qua rồi nha. Qua rồi. Nè, nè, nè. Dưới cây nè các bạn ơi. Của mấy đứa gì vậy? Nước ngọt xuống không? Ăn ấy kìa. Salad bún cảnh nè. Dừng qua đây. Thịt chít tôm nè bà. Lớn rồi. Chấm chao nha các bạn. Chấm lấy chấm hứng thôi. Mời bạn nha. Để đi thôi có lễ cho. Ngon. Có con sịt. Thì ăn cá rồi. Cái là chị chúng người ta. Chính không? Không biết rồi. Chính rồi. Chính hấp được rồi. Ôi, còn soi dưới luôn. Ở giữa có ơi, còn ở giữa gì màu đen đen, tiêu. Tiêu. Tiêu thôi, sao rồi. Cưa tới đây rồi. Cái chậm thôi. Tôi cũng review luôn nha các bạn. Rồi gấp nè. Được rồi, quay cam ngược luôn. Ý, đâu cần khô nước hả? Khô nước nha. Chấm khô nước nó lên ngon chứ. Hả? Đúng rồi. Thang còn nhóc. Ừ. Cho bạn trái cốc đi. Nhìn mèo mà bé cạp mới được. Cho răng ăn lại. Nướng là tới cay không? Ăn tự nguyên. Cay mà ngon. Này ướp hơi nhiều, hơi cay nha. Dùng cốc luôn là giúp hết ăn. Hơi miếng gao. Không cần được nước không? À. Ngon. Cảm ơn. Thấy bà Tư nữa không Phật à? Chén này quay. Chén này nó cốt nè. Ngon. Chén cuốn nở gì mà. Giống như
Ừ, miếng cá luôn nha. Cá ướt rồi. Đúng ướt. Nóng các bạn ơi. Bây giờ nha các bạn, mời các bạn nha. Giờ mình sẽ cuốn. Được rồi nè. Lấy cái ly nữa. Trời ơi, không khi chú khô khô đi ăn. Anh ngồi tôi không khô. Chị mạnh mẽ lên rồi bà. Ủa cái gì quá hả chị? Lớn rồi. Đâu, tôi mẹ ăn luôn. Đây, chấm chao nha các bạn. Tại đi ăn sao? Chị bỏ lưới xong bỏ những dĩa ra rau. Trời ngon. Còn hả? Bò mất cả rồi hả? Đau quá không quay đi ngại. Gì? Dài quá.